Chào cả nhà, hôm nay Phong sẽ cho cả nhà mình cùng nhau thưởng thức những bài văn, bài thơ của tất cả các em tiểu học như thế nào nhé. Và ngày hôm nay thì Phong có một bài thơ mà anh chị em cũng đã gửi về cho Phong, em một bài văn vô cùng độc lạ lắm nha. Đó, bài văn như sau: tập làm văn của em học sinh, cái này là học sinh lớp mấy đây, không có để, ngày 8 tháng 11 năm 2023. Họ tên Trần Trân. Trần Trân đó, bài này là được 10 điểm luôn nha. Đã, cô giáo khen luôn, phê bình là đúng, thật đúng. Đề tài như sau: đề tài hãy miêu tả đức tính con người thời 4.0. À, và một bài làm văn của em như sau: bài làm từ khi có Facebook mọi người sống hay chia sẻ, cái này đúng nha. Đó, ăn cũng chia sẻ, uống cũng chia sẻ, có người yêu cũng chia sẻ, có nhà cũng chia sẻ, chỉ có nợ là không có chia sẻ. Mười Đúng nha. Đó, chỉ có nợ là không có chia sẻ. Đó, bài này viết bởi vì cô giáo là cho 10 điểm luôn, phê mình là rút đúng. Thật sự không ngờ, bất ngờ chứ cả nhà. À, các em học sinh là cũng là đu theo che chỉ lắm nha. Và một bài tiếp theo, bài tiếp theo nha, xin mời hãy cả nhà mình hãy xem bài tiếp theo. Đây là bài kiểm tra ngữ văn lớp 6 A3. Họ tên Triệu Tử Cung, tên dữ à, tên này dữ à. Và bài của em như sau, đề bài là viết một bài thơ lục bát miêu tả cảm xúc của chính mình. Đó, là cái đề bài yêu cầu. Và em sẽ làm như sau. Bài làm: bao lần tán gái mất công. Dữ vậy ta. Hôm thì chó đuổi, hôm không có nhà. Mấy hôm gặp phải ông già, mời vào uống nước toàn trà đã thiêu. Dữ. Quá rút. Bài này là được 8 điểm nha, bài này 8 điểm nha cả nhà. Đó, 8 điểm. Và lời phê là tập trung mà học hành. Tập trung mà học hành đi bé ơi. Tập trung mà học hành đi nha. Đó, và xin mời cả nhà xem bài tiếp theo nha, bài tiếp theo. Đó, bài tiếp theo. Bài tiếp theo của em như sau. Bài này trường tiểu học che lại rồi. Che trường lại rồi. Bài này được viết vào thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2024. Lớp 2A Bùi Thị Liễu. Tập làm văn. Bài này bài kiểm tra của em. Với một bài văn như sau. Đề bài là kể về ước mơ của em. Bài văn kể về ước mơ của mình đó. Và em này sẽ làm như sau. Bài làm: ước mơ của em là được làm lớp trưởng. Về nhà ở ngoài chợ người ta có bán lớp trưởng, vậy mẹ em chẳng chịu mua cho em. Gì Ôi vậy trời? Cái gì vậy? Mẹ bảo là lớp trưởng nặng, mẹ bảo lớp trưởng nặng lắm, mẹ không mang về được. Quá tiểu luôn, quá dữ. Ước mơ của em nha, ước mơ của em dữ luôn á. Bài này cũng được 8 điểm nha cả nhà, bài này được 8 điểm. Với những lời phê của cô giáo như sau: học giỏi cô sẽ cho làm lớp trưởng, ngoài chợ không có bán đâu. Quá dữ, ước mơ quá dữ luôn. Xin mời cả nhà xem bài tiếp theo nha. Ước mơ này dữ thiệt chứ. Bài tiếp theo của em như sau. Đâu rồi? Đây. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, tập làm văn lớp 3. Họ tên Tào Thị Tiết. Bài như sau.
Đề bài: hãy tả mẹ của em. À, tả về người mẹ của mình. À, bài làm: mẹ em năm nay là 29 tuổi. Vào những đêm khuya em vẫn thấy mẹ em tập đánh vần. Ghê chưa? Đánh vần á ớ ứ ứ á. Ghê vậy. Mẹ là tấm gương sáng để em noi theo. Mẹ là tấm gương sáng để em noi theo. Bài này cũng được 8 điểm nha cả nhà. Bài này được 8 điểm chứ không phải giỡn đâu. À, với những lời phê của cô giáo như sau. À, lời phê của thầy: tập đánh vần như vậy là rất tốt. Mười điểm. Gặp thầy này dữ nữa, thầy này dữ nữa. Ông thầy này có không vừa đâu nha. Khiếp thật. À, tiếp theo bài tiếp theo nha cả nhà. Cho cả nhà mình xem bài tiếp theo. Bài tiếp theo: ngày 8 tháng 3 năm 2024, tức là ngày quốc tế phụ nữ nha. Tập làm quen lớp 1, họ tên Bùi Thị Thí. Bùi Thị Thí. Bài đề tài như sau: kể những việc tốt em đã làm để giúp đỡ gia đình khiến cho cha mẹ vui lòng. Đó. Và bài làm như sau. À, em này sẽ làm gì đây? Hôm qua em đã làm được 2 việc tốt. Buổi sáng em ăn hết 1 bát cơm. Gì vậy? Mẹ em rất vui. Buổi chiều em ăn hết 1 bát cơm, bố em cũng rất vui. Quá dữ luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, bữa nào ăn cơm hết mẹ vui lắm, mẹ mừng lắm. Đó, lớp 1 mới lớp 1 mà chắc này là mẹ còn đút á, mẹ còn đút cơm, mẹ còn đút cơm á nha, cho nên là ăn hết là mẹ rất là vui. Tiếp theo, bài tiếp theo nha. Một bài tiếp theo. Bài này là cũng là ngày 8 tháng 3 luôn, năm 2024. Tập làm quan lớp 4. Họ tên Nguyễn Đức Tài. Nguyễn Đức Tài. Đề tài như sau. À, tả một tiết học. Đề tài tả một tiết học. Và em sẽ làm như sau. Bài làm: trong giờ toán, cô giáo vẽ 2 nửa hình tròn lên bảng. Em mới bảo đó là hai em mới bảo đó là cái mông. Vẽ hình tròn nó là cái mông. Em mới bảo đó là cái mông, cô giáo liền mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật em. À, thầy vừa bước vào đã nói với em: Tài, tại sao em dám vẽ 2 cái mông lên bảng như thế này? Đấy là thầy hiệu trưởng còn hiểu nhầm mà nói chi là các em nhỏ nha. À, đề tài này quá dữ luôn, nhưng mà được là 9 điểm nha, 9 điểm đó. Bài này là được 9 điểm với lời phê của cô giáo Thắm. À, cô giáo Thắm sẽ có lời phê hay kèm theo những tiếng cười kha Mười kha. Quá dữ luôn, quá dữ luôn. Tại vì đề tài tả một tiết học mà các bạn, một tiết học mà các em có những sáng kiến quá tuyệt vời. Rồi cả nhà mình có những cái bài hay, bài văn nào hay gửi về cho Phong nha. Phong sẽ đọc cho tất cả anh chị em cùng nhau xem, để chúng ta mang lại những nụ cười cho những ngày làm việc mệt mỏi đầy thú vị nha cả nhà. Nhớ nha cả nhà, ai gửi có những bài văn hay gửi về cho Phong, Phong sẽ gửi lại cho một món quà cho anh chị em mình nha. À, rồi cả nhà mình, ai chưa đăng ký kênh hãy nhớ đăng ký kênh nha, ủng hộ nha. Và hãy nhớ hãy cho một like nha, nhớ bình luận nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà.